Thôi con Dũng đi, Dũng đi. Để xuống. Rồi đi xuống đi. Rồi. Chua hàng à. Thành công rồi. Lết xuống đi. Được không? Lên khó xuống dễ. Để dễ bấm. Cái đó ăn được cái gì, con ấy nó ăn được cái gì. Ủa, phải. Ủa? Thúi quá. Thúi nè. Thúi này thôi. Sao cái hộp đậu này không? Nè, đừng mấy trái đậu lên. Cắn vô mấy trái thúi kìa. Bây giờ Thúi và Lộc đang trên đường mang ba cái trái đậu khổng lồ này đi dưới khám phá xem bên trong ba trái đậu này là có những gì nhé. Nhìn ba trái đậu ứ hử quá, khó đi quá. Chỗ nãy đi lên thì được luôn hả? Lọn dưới luôn rồi. Nó giống cái trái này quá ha. Ừ, giống rồi. Sao mà nó hộp cái mềm? Hộp mềm hả? Sao mà cái cứng ngắt hả? Cái hộp nó cái trái gì vậy đó? Cái hộp như cục đá bê tông. Cái khơi kèo cứ ngày càng càng. Cái đau. Cái này hôi quá. Thúi này hôi. Đi. Tập trung nha. Nó qua rồi, còn mình nó lại. Cái đó thúi mẹ. Còn mấy trái? Một trái. Cái này gửi cái này là. Mất luôn hả? Không có trong đây mà. Gì vậy? Dí vừa mổ xẻ coi ra như thế nào. Cái gì bên trong? Đứng cẩn. Trời ơi, quỷ vậy. Trái chắc là 2 kg. Mình ở đó giờ mình biết cái trái đậu cổ. Là trái đậu cổ là bằng cầm tay mình nhớ. Mình thấy nó bự nhất rồi đó. Bây giờ mình thấy trái này mình hết biết rồi. Đậu cổ không còn là cái gì nữa hết. Không còn góc nào với nó nữa chứ. Ít ạ. Ít ạ. Cho bài luôn rồi. Không gãy chứ, rồi gãy. Gãy đâu? Gãy rồi. Đi này xé không đi. Chụp cái ít. Ba trái đâu 4 lắm kìa. Gì? Không quên thế nào quên được giá lông. Không thế nào quên trái thích lao. Bây giờ mày lấy cái này mày đặt vô cây thử coi như thế nào.
Cái nó bể không? Dễ bể không? Đập vô cây thử cái trái này dễ bể không? Vô cây á, đừng đập đá. Đá đập sao đập vô cây thứ cái rồi. Khoan khoan. Rồi đập đây, đập 2 3 cái thôi không bể tính nữa. Rồi bể. Móp cây. Móp cây luôn nè bạn. Ê cái này cái bồ đề. Bồ đề. Bồ đề. Bảy. Mấy cái bồ đề. Móp cây luôn nè. Mà nó chỉ gãy thôi chứ nó không bể nghe bạn. Mà lấy đập vô đá đây. Ê né 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 bạn thờ đập đây nè, đập đây nè, đập đá nhỏ nè. Đập bị mặt á, bị ngửa, bị dẹp á. Ừ. Cái nữa. Không bể không luôn. Bể 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 bể. Ở trâu à. Bây giờ đừng đập nữa, bây giờ lấy dao đi, chỉ dao mổ kìa. Ngồi khỏi mổ luôn. Ủa? Cái trái này thấy quen. Cái trái này tao thấy quen nè, tao làm thuốc nè. Quen lắm luôn á. Quen lắm luôn á, ăn thử coi. Thôi. Mềm thấy cái giò hộp đi ngang cái bánh. Đã quá hả? Cái dao với cái gì? Cái dao với cái gì? Bóp nước không vậy? Chị bóp chảo nước. Bóp được. Ngắt rồi. Nè. Nó bị dập rồi. Gớm gì? Trời. Mở luôn rồi. Nè bên trong nè. Cái này nó chè ăn được không ta? Ừ. Cái dao mà gập xui nguyên trái này coi. Dao thừa gập nổi. Gì? Dao nhỏ xíu thừa gập nổi. Được mà, chịu khó đi. Tao gặp với mày chứ. Không có dao rồi. Thằng dọc thằng bấm. Rồi lôi ra đây nè. Lôi đây mổ trái ra, mổ cái này đi. Cái này đi. Mổ xui ra. Sao mổ được? Gặp dễ vậy? Không, ok, mày cầm đây. Tao xíu tao mổ cái tay tao hết một cái đó. Béo à, khó gọc. Vá nó giờ không quay. Bỏ đi. Vừa quay đó. What the hell? Tức thật chứ. Đập mẹ ra đi. Quá. Cái đó dễ mà tao thấy dễ mà kỳ vậy. Em ngắt à. Rồi chậu. Nè. Rồi ra kìa.
tét ra luôn được rồi. Mình in mà cái ngàn, cái ngàn hở kìa, hai cái bánh in ba cái bánh in bên bé xíu, 2.500 thôi. Gì? 2.500 thôi, cái này 100 thôi. 500 à? 2.000 cái này 100. Còn cái này bên trong nè. Trong cái khu eo à? Nhìn giống cái dĩa bằng. Cái này mà kẹt kẹt để cơm vô bới bới ăn được nè. Này giống cái hộp kìa, nó đem. Ta thấy ở nó đang lùi à. Nó lắc cái trong tôi. Ừ, còn cọc 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 đó. Ừ đúng rồi. Chọi chọi xong. Đúng rồi. Người ta gọi trái chạm chứ gì đó. Ừ, trái chạm. Còn cái này giống thịt luôn á. Giống thịt mà chưa khô chưa biết. Y gan nó luôn á. Giống dữ lắm luôn, 90% á, thiệt, chỉ khác cái màu thôi, với lại nó chưa khô thôi. Chắc có gì. Không mà sao dưới sông trôi nó khô cái này nó cứ ngắt rồi đâu đảm toàn nha. Ừ, trời cái bon bon. Nó bể cho mà bể cho nó trong nó có cái hộp nhỏ xíu à. Mình cắn dùng cái tao giác mà về mệt lắm. Cắn dùng cái chỗ chuyện. Mổ ra cái. Chỉ đâu con đường nó kìa. Cái này bên trong nó nè bà. Cái bên trong này nó chưa có cái nhị. Rồi kéo lại nguyên, có gì đâu. Ai ăn không bà? Thử không? Thử ăn cái trái này cho biết cái cảm giác như thế nào. Không mát gì đâu nè. Không xí. Giờ cắt lớp vỏ ra lấy cái nguyên hộp luôn. Gì? Cắt lớp vỏ rồi để nguyên hộp xong. Lấy được không nữa? Hộp đâu nữa, này nó có hộp đâu. Thế này cắt luôn cái lớp vỏ để nguyên cái hộp này, hộp này nguyên chi luôn. Đây là do luôn á. Không hiểu. Ờ cắt nước hết. Đúng rồi. Cắt lớp vỏ thôi. Cái bên trong có cái hộp như nào cái gì. Nó không chọn sao. Không chọn gì đâu. Trời da vậy má. Ngay vô cái đầu đó. Banh nó ra thôi. Đó. Giống bánh quá vậy. Ê. Ăn gì á? Mấy hộp đậu, chà bá. Đậu khổng lồ. Không biết tên nó tên gì, mình dở cái vụ này quá vậy. Trên đời biết nhiều bè loại cây gái thì không nhớ hết nổi, không biết hết nổi. Ông là chẳng nữa cắn tao xương cục trên trời. Con này cứng ngắc hả? Cái này nó khô là cứng cọng ngắt. Ê mày. Bại. Mổ thôi, mổ đi. Thôi giờ mày kết thúc video đi. Thì cái trái này á, cầm cái trái kia lên cho mọi người xem. Để lúc nó chưa như thế nào. Mà cái này là có hộp bị lép hết. Bị lép hết chứ. Đây hộp, đây hộp, đây hộp, ba hộp, bị lép hết. Còn đây thì cắt ra rồi, bên trong nó nè bạn. Bên trong nó giống như cái hộp đậu, hộp me vậy, tương tự hộp me vậy đó. Nhưng mà cái này nó còn non, nó ở trong nó sẽ chưa có nhỏ lại. Nó có hai lớp nữa không, mình cắt ở ngoài, lớp ngoài thì nó dày, rồi vô trong nó có cái hộp gì nữa. Cái này không biết về cái nó chè nó gì ăn được không, biết ăn vô có quy tiên sẽ bẩn không thì không biết. Chắc quy tiên sẽ bẩn. Thôi bây giờ chào mọi người, chào mọi người, hẹn mọi người vào những clip tiếp theo nhé. Bye. Nếu thấy hay nhớ like, share video nếu thấy ý nghĩa, nhớ đăng ký kênh nhé. Bye mọi người.